Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Gia Rai tổ chức hoạt động trải nghiệm hội chợ Tết quê em nhằm đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục với thực tiễn cuộc sống, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cho học sinh. Đến với hội chợ Tết quê em, học sinh được nhìn thấy những hình ảnh thân quen ở một làng quê Việt Nam cùng những món ăn gần gũi, trò chơi dân gian. Hoạt động trải nghiệm này không chỉ hiệu quả về mặt tinh thần mà còn mang đến cho học sinh những kỹ năng sống, bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương đất nước, tìm hiểu các lễ hội truyền thống, đặc biệt là ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, cũng như bảo tồn những nét đẹp văn hóa sinh hoạt cộng đồng trong ngày Tết. Chương trình nhận được sự ủng hộ tích cực của các thầy cô giáo và sự phấn khởi của các em học sinh.